Hiện đựng đá hoắt dư một lượng methyl acetate của đun nóng. À đây là thủy phân trong môi trường kiềm rồi, biết phương trình nhé. Methyl acetate CH3COO CH3 trong đá hoắt đun nóng này. Đun nóng nhẹ thì mình thu được CH3 CONA cộng với lại CH3 hoắt. Cô cạn dung dịch cho đến thù còn lại hỗn hợp chất ăn khan do đây là hoắt dư nên hỗn hợp chất ăn khan X chúng ta sẽ là CH3 CONA và Na hoắt dư. Được chưa? Nhân nhỏ hợp X rồi trộn đều với CaO. Đấy, có nghĩa là ở đây mình thực hiện phản ứng CH3 CONA vô tôi sút rồi. Cộng với lại NaOH trong CaO. Hỗn hợp thu được trong ống nghiệm đun nóng khi có khí thoát ra thì đun nóng lên. Thì đây là phản ứng vô tôi sút, mình sẽ thu được CH4 cộng với Na2CO3. Đúng không? Đây khí bắt thoát ra này. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nhận định nào sau đây là đúng nhá. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nhận định nào sau đây là đúng. Thế thì ta sẽ có sau bước 3 thu được một hydrocarbon đơn giản nhất. Đấy. CH4 chính là một hydrocarbon đơn giản nhất. Vậy A đúng. Khí thoát ra bước 3 khả năng mất máu dịch BR2 sai, CH4 này là alkane, ăn can đấy. Nó no vậy làm sao nó là mất máu dịch BR2 được? Sai. Trong X chứa sodium acetate, hỗn hợp X đầy chứa sodium acetate và sodium hydroxide chứ không có chứa alcohol methylic, sai. Có thể bỏ qua bước 2, chỉ cần lấy dung dịch sau phản ứng bước 1 rồi cho bột CO, sai. Nếu mà mình lấy ở bước 1 cho bột CO vào đun nóng thì rất là khó, bởi vì cái dung dịch ở bước 1 ấy nó rất nhiều. Nó có NaOH dư này, nó có alcohol này, đúng không? Thì rất dễ là alcohol này nó sẽ ra phản ứng, đúng không? Vì vậy nên là dễ hay sai, đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, ấm áp luôn.